bắt đầu. Hay, có cách cứu cái chỗ cổ đấy rồi. Cách gì, cách gì? Năm sau nhá. Ừ. Làm đệ tử của anh Kinh Thế. Trang điểm thật xinh vào, thật đẹp vào. Môi đỏ, hiểu xinh. Điên đảo chỗ luôn. Chỗ nào thiếu thì độn nó lên, hiểu không? Rồi. Rồi cứ nửa đêm ra bến xe, bến tàu mới vườn hoa mà đứng. Rồi anh ơi mua cổ em đi, anh ơi mua cổ em đi. Thế nào có đứa nó ôm. Đồ điên. Làm như thế thì chẳng hóa ra là anh ơi mua cổ em đi. Cười hả? Ông cười. Ông cười cái gì? Thôi. Ông mấy năm trước thì ông cũng thổi phù lên để cho lên người ta ôm cả một đống vào đấy, xong bây giờ là cái đi đẹp cả năm chẳng cái gì cả. Xem một cách nào mà cho nó lên đi. Cho lên đi. Lên điên đảo luôn đi. Lên luôn. Nguyên văn đấy. Muốn lên luôn thì được ngay. Muốn lên luôn thì mời lên tàu. Lên làm gì? Cứ lên đi rồi sẽ biết. Tôi bảo chứng khoán lên thì tôi lên tàu làm chết gì. Cứ lên đi. Khổ sao quá. Cứ đành đạch ra thế. Ông nhỉ? Bị làm sao thế? Hả? Cái thằng mặt ngấn này tự dưng bây giờ tôi lên tàu nó xong rồi để nó biết nó làm cái trò gì. Ôi tôi đây. Phải chuột bạch đâu mà cho nó thí nghiệm. Ôi đây là thiên đình, còn lâu nó mới dám làm gì. Cứ lên đi, có gì tớ yểm trợ. Lên đi. Lên đi. Ông nhớ nhá. Nhớ nhỉ. Đi lên. Xem nó làm cái trò gì. Bẩm Ngọc Hoàng, vừa qua thần có gặp một pháp sư dạy cho thần một cách là muốn cái gì lên thì chỉ cần nói một câu thần chú bảo làm lên luôn ạ. Dạ, nhân đây thần xin biểu diễn để cho Ngọc Hoàng xem mà. Ba la bô lô, ba la bô lô, ba la bô lô. Ba la bô lô, ba la bô lô. Lên. Ôi, thế lên rồi nào. Lên chưa? Ô, thằng này giỏi nhé. Ô, thế là bảo lên là lên luôn à? Lên. Được chưa? Ra Ngọc Hoàng lên thật là. Lên chưa? Này. Ôi dồi ôi. Bắt đầu. Hả? Trên đấy thấy cái gì không? Every light in my ship, I see you, I feel you. Very sad. Hả? Thì ta lấy cái. Không. Cán bộ thiên đình mà ông ấy đọc là ai phiếu dư sợ quá mà trên này mà có bằng thạc sĩ được thì tôi cũng chịu. Giỏi quá. I'm flying. Hay. Bẩm Ngọc Hoàng, thần quên mất ạ. Dạ bây giờ có một tin vui, bây giờ thần mới kịp báo cho Ngọc Hoàng. Dạ năm vừa qua thiên đình ta đã thoát khỏi những thiên đình nghèo rồi đấy ạ. Bây giờ mình sắp được rồi, gia đình sắp có điều kiện rồi. Này Tế ơi, Tế cho xuống cái lạnh quá. Ai gọi nhỉ? Đây này. Đó. Ô, cho xuống đi, lạnh quá. Đầu đấy à? Sao tự nhiên lên đây làm gì đấy? Ông bị làm sao đấy? Ông vừa phù phép đọc thần chú cho tôi lên gì? Đầu ơi, không phải cái gì muốn lên xong rồi là muốn xuống là xuống được ngay nhá. Thôi bây giờ cứ ở trên đấy chơi cho nó mát. Này, không đùa đâu đấy nhá. Lạnh lắm rồi đấy, cho xuống đi nhanh lên. Kìa năm tao, bảo nó đi. Ai đùa? Này, mỗi lần lên đây chầu Ngọc Hoàng nhá. Chính đầu là mắng tôi nhiều nhất đấy nhá. Mà chính đầu toàn kít đều với Ngọc Hoàng nhá. Đã thế bây giờ cứ ở trên đấy cho nó mát nhá chưa. Ô này, ta không đùa đâu nhá. Ta mà xuống là chết với ta đấy nhá. Kìa, cho đầu nó xuống đi. Dạ cái gì? Người ta đã nói thế rồi. Cho xuống đi, đùa vừa phải thôi. Cho xuống đi. Dạ nhưng mà. Nhưng mà cái gì? Ông có định cho xuống không hả? Có nhưng mà. Nhưng mà cái gì? Nhưng mà. Sao? Làm sao mà không cho xuống? Nhưng mà. Em nói thật với Ngọc Hoàng, hôm học cho lên thì em có nhớ câu thần chú. Dạ đang học dở lúc cho xuống thì lại quên mất câu thần chú rồi. Ôi trời ơi. Mãi ngồi nhắn tin cho người yêu bây giờ không nhớ là câu nào. Này này thằng mất dạy kia. Mày định để tao chết ở trên này à? Bình tĩnh. Em khổ quá, thế thì điện thoại cho bạn cùng lớp hỏi xem nó nhớ không. Khổ quá. Nhà có điều kiện, một thầy một trò, làm gì có bạn nào. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, thì bây giờ làm cách nào? Thì nếu như nhớ cớ ra xem là ông ấy dạy có cái gì liên quan đến cái gì. Liên quan nhanh gì? Lên nó liên quan đến tên tôi ấy. Liên quan đến đời sống không ạ? Đời sống mình, ông nghĩ cho tôi cái. Ông nghĩ là đại khái là nó liên quan đến kinh tế và đời sống. Đấy rồi. Bolo bà la. Thị trường. Chẳng biết gì cả. Không phải. Đọc lại. Câu khác đi. Câu khác. Bolo bà la. Giá xăng dầu điện nước. Lên này. Sao lại lên thế này? Sao dễ nhầm? Xin lỗi. Đây rồi. Bolo bà la.
à? Đây. Bảo đảm câu này là dạ xuống luôn này. Câu này xuống luôn. Chắc chắn. Nhanh lên. Nào, chuẩn bị. Vàng. Ôi cái giỏi là tao ơi, làm sao thế này trời ơi? Sao lại lên cao thế này? Rồi nói đi vàng sao lại lên cao thế này? Bắt đầu ơi. Bắt đầu ơi. Là bẩm nó lên cao vút rồi ạ. Ôi giời ơi. Cái gì nhỉ? Cái gì ấy? Da bầm Ngọc Hoàng bắt đầu khóc rồi đấy ạ. Da bầm Ngọc Hoàng chân không phải là khóc đâu ạ. Ôi ôi. Da bầm Ngọc Hoàng da dòng này thận bắt đầu kém lắm ạ. Đã thế lúc nãy lại còn uống bò húc vậy bằng ống mút. Này ngươi xem có cách nào cho bắt đầu xuống đi. Bắt đầu ơi, chị nhanh lên nha. Đứng dậy. Nghĩ cách nào cho người ta xuống đi. Ông bùa áp như thế mà được à? Ông là đồ vô lương tâm. Làm như thế làm sao người ta chịu được hả? Nam Tào ơi. Ơi, đâu ông vừa nói cái gì đấy? Hả? Vừa mắng cho kinh tế một trận. Biết rồi, nhưng mà ông vừa nói câu gì mà nó tụt xuống một tí rồi đấy? Câu hả? Ông làm thế ai người ta chịu được? Không phải câu trước cơ. Đồ không phải vô không phải lương. Đúng rồi, lương. Nhớ rồi. Bolo ba la lương. Đúng rồi lương. Nhớ ngay. Mình là cán bộ thiên đình, lần sau học hành cho nó tử tế nhá. Chứ học hành không đến nơi đến chốn á là giết dân đấy, nghe chưa? Sao nhìn cái kìa, bắt đầu lúc lên thì trông như một bông hoa hồng ngậm sương sớm, lúc xuống thì có khác gì bông hoa nhài cắm bãi ấy. Bãi gì cũng được, tránh đi. Học hành thế à? Học hành cái kiểu gì mà cho người ta lên được mà tại sao cho xuống lại không xuống được? Mà tại sao cái ông thầy của cái thằng cha này sao nó thâm thế đấy nhỉ? Tại sao ông lại nghĩ ra cái từ lương mà nó lại xuống được mới giỏi chứ này hả? Mà làm thế khổ quá nhở. Rõ ràng là tôi nhớ năm vừa qua lương có lên mà này. Lên cái gì? Lương của ông lên được có một tí thế này. Trong khi đó điện nước xăng dầu rồi là ngoại tệ rồi vàng lên cao vút lên gấp 3, gấp 4 lần như thế. Thế thì lương của ông trả xuống là gì? Hả? Đồ điên. Bố thằng thầy là thâm thế nhỉ?